Xin chào cô chú anh chị cùng các bạn đang xem cái video của Vinh, và đặc biệt là xin chào những ai đang làm nông nghiệp giống Vinh nha. Thì đây Vinh là đang đứng ở dưới cái vườn bưởi của Vinh. Thì hôm nay quay cái video này để chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm của bản thân về cái việc làm nông nghiệp hữu cơ. Và đầu tiên là chúng ta cần quản lý cỏ dại, nghĩa bây giờ mùa mưa rồi thì chúng ta cần quản lý nó một cách hiệu quả, cũng như không chỉ mùa mưa mà mùa nắng, mùa khô chúng ta cũng cần quản lý nó. Thì Vinh sẽ đổi camera rồi cùng trò chuyện với mọi người nhé. Xin chào mọi người, đây là cái hình ảnh cái vườn của Vinh. Thì cái mặt cỏ này ạ, Vinh có phát cách đây 1 tháng, cũng có quay cái video để chia sẻ lại với mọi người. Và lúc đấy thì có nói với mọi người là phát cho nó trống đất đi để đổi cỏ. Ngay trước đây nó chỉ toàn cỏ mần trầu, cỏ chỉ. Thì bây giờ sau khi Vinh phát thì nó trống mặt đất ra và nó mọc lên được những cái cây cỏ lá to. Là cái đặc biệt là cái cây cỏ cứt lợn này ha. Nó chứa rất nhiều tinh dầu. Bên cạnh đấy là rễ nó rất là ít. Chúng ta có thể tưởng tượng là cái cây này nó mà cao thêm 20 phân nữa, nhưng mà cái rễ nó ra không bao nhiêu cả, thì rễ nó ăn có 10 phân, ăn ăn dưới đất lấy nước và dinh dưỡng của ông ta, và nó trả lại tới 43-40 phân cái thân của nó trả lại cho đất của ông ta để làm phân hữu cơ, thì nó sẽ tốt cho cây và nó có lợi cho chúng ta như nào. Thì để nói về cỏ dại thì định nghĩa cỏ dại nó như này. Cỏ dại nó là một cái loại thực vật sống ở trên đất và mọc ở những vị trí chúng ta không mong muốn. Giả sử như cái cây bưởi này thì vườn nhà Vinh thì Vinh để cỏ này để nó bảo vệ mặt đất không bị nắng chiếu làm chai đất đi, cũng như chết những cái con vi sinh vật ở dưới đất. Như là những nhiều bà con cũng như những vườn quanh đây thì có khả năng, nếu mọi người vào vườn nhà người ta thì sẽ không thể tìm được một cây cỏ ở trong vườn. Bởi vì người ta sử dụng cái hóa chất là thuốc diệt cỏ, đặc biệt là cái loại mà có thành phần là glyphosate, là có thể nó là tiền chất gây ung thư nhé. Mọi người lưu ý đây, cỏ nhà Vinh này. Thì mọi người thấy đó. Cái cây này bây giờ không phải là vườn nào cũng có đâu nhé. Và nó là một cái cây chỉ thị, nghĩa báo hiệu cho chúng ta đất của chúng ta đang ở mức trung tính hoặc cận trung tính, nghĩa là pH từ 5,5 trở lên. Đó, thì pH trong khoảng đấy thì cây của chúng ta mới hấp thụ dinh dưỡng một cách hiệu quả tối đa nhất nếu chúng ta bổ sung dinh dưỡng cho đất. Và ở đây Vĩnh thì vườn Vĩnh thì đặc biệt là Vĩnh không sử dụng NPK, chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ vi sinh đã qua xử lý, và côn trùng gây hại thì Vĩnh kiểm soát bằng cái cách đó, treo cái hạt cái long não rồi thì keo dính côn trùng, keo dính ruồi các thứ. Đây là đây này, mọi người bảo sao dùng cái gì, đây là lấm Trichoderma. Bây giờ rớt hạt mưa xuống rồi thì Vĩnh dùng cái lấm này Vĩnh tưới xuống để nó khắc chế, nó là một cái loại lấm đối kháng mà nó khắc chế những cái loại lấm không có lợi cho cây trồng cũng như là tiêu diệt tuyến trùng. Một cái loại theo thống kê thì có tới trăm mấy chục loại tuyến trùng hại cây trồng của chúng ta, làm cho cây trồng chúng ta nó cái rễ nó bị hỏng thối và không lấy được dinh dưỡng. Thì cỏ dại này ngoài cái việc che phủ đất và cho chúng ta một cái lượng phân xanh, phân hữu cơ bổ sung cho đất của chúng ta, thì chúng ta nhớ rằng ở trong đất có rất nhiều những cái loại vi sinh vật có ích. Và cỏ dại này thì mỗi một loại cỏ nó lại có một cái loại vi sinh vật sống ở quanh rễ của nó. Nên cái đất của chúng ta, môi trường đất của chúng ta nếu mà nó càng đa dạng về chủng loại vi sinh vật thì cái những cái cây của chúng ta nó sẽ ít bị sâu bệnh hại tấn công. Đó là theo những gì mà Vĩnh
học tập, tìm tòi học hỏi. Và qua 6 tháng vừa rồi Vĩnh canh tác cái mảnh vườn này, lúc Vĩnh vào thì cái mảnh vườn này nó trơ đất ra, nó không có một cái cây cỏ gì hết. Bởi vì trước đây á, là bố vợ Vĩnh canh tác theo lối làm nông nghiệp truyền thống đó, thì nó cứ phải sạch cỏ, cái quan niệm là cỏ lấy hết dinh dưỡng của người ta, cạnh tranh mạnh với cây trồng của người ta, và không cây làm cho cây trồng của người ta không hấp thụ hết phân bón khi bón xuống đất, làm cho cây chậm phát triển. Đó, thì đây vườn nhà Vĩnh này, thì Vĩnh đây là những cái cây bí để ăn ngọn, trồng mấy cây mà cây này nó đang lớn sao nó chắc là mọi bữa nó bị hở cổ rễ, nắng chiếu quá nó vàng đi, nó không lớn được này. Còn cây này trong bóng mát. Đó. Bên kia thì Vĩnh trồng đậu phộng. Những cái cây bưởi này là 8 tháng tuổi nha mọi người. Đó, trước đây là vườn nhà Vĩnh toàn cái loại cỏ này thôi này. Nhưng bây giờ sau khi nhiều lần Vĩnh phát đi thì nó dần dần nó thay đổi những cái loại cỏ đây. Đây là cái đậu phộng vợ Vĩnh trồng. Không phân phướng gì nhá. Cứ thế chọc lỗ rồi thả hạt đã ươm xuống đây thôi. Không bỏ phân bỏ phiếc gì hết. Mai mốt thì Vĩnh tính là sẽ trồng cà, pháo, cà chua, rồi trồng nhiều loại cây. Nghe, chúng ta không lên độc canh, chúng ta trồng chỉ một loại cây trên mảnh đất này thì nó cũng gây ra sâu bệnh hại nữa. Chúng ta có nhiều loại cây khác nhau, thế nên hạn chế trồng những cái cây mà ký chủ chuyên là cái nơi tụ tập cho cái vi khuẩn, vi sinh vật có hại đó. Nó là rồi thì dày dẹp sâu bệnh hại đó. Chúng ta hạn chế trồng những cây đấy thôi. Đó, mọi người như theo Vĩnh học tìm hiểu á, thì đa số những nhà nông học của chúng ta, các kỹ sư đều khuyên chúng ta là dùng thuốc diệt cỏ để xử lý hết vào những cái đám cỏ dại này, đặc biệt trong mùa mưa này. Nhưng mà khi chúng ta diệt đi thì cái mặt đất của chúng ta nó sẽ bị chai cứng và nó không còn tơi xốp thông thoáng nữa. Giả sử như đây, mọi người này, đây là cây cỏ gấu này. Nếu bình thường mọi người sẽ rất khó nhổ những cái cây này nhá. Nhưng mà bây giờ nhờ này độ ẩm đủ và đất nó tơi xốp thì chúng ta sẽ rất dễ nhổ. Đây là cái cấu trúc đất nhà Vĩnh. Và móc lên cái là có con giun đất ngay. Đó. Giun đất thì là bác sĩ của nhà lông, giúp chúng ta phân giải lân, rồi thì cung cấp sinh khối cho các loại vi sinh vật khác nhau sống trong đất của chúng ta. Đó. Giúp cây chúng ta phát triển một cách dễ dàng nhất. Mình chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm vậy thôi, và mong được anh chị em bà con đang làm nông nghiệp thì cùng đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm để chúng ta phát triển hơn nữa trong công việc. Đây là cái trái bưởi của Vĩnh bị nắng chiếu cho nên là phải đội cho nó cái mũ này. Như trái này thì nắng chiếu không tới, không đội. Trái này thì phải đội này. Đó. Cái này tầm 3 giờ chiều á, nắng nó chiếu thẳng vào đây. Nếu mà chúng ta không che thì nó sẽ bị lám, nó vàng và cái chỗ đấy không ăn được. Che lại để hạn chế nắng. Mai mốt cái cây nó lớn đi làm trái ở trong thân này thì không sợ nắng nữa. Vậy nhá, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo.